Dạ, em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại cô chú chị bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú chị bạn một số hình ảnh của đường phố vào buổi sáng. Và video này em thực hiện được hôm nay là vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, sắp hết tháng 8 rồi và sắp tới vào một kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Giờ này em đi cũng tầm khoảng 7 giờ rưỡi sáng rồi. Hướng này em đang đi là hướng xuống biển rồi, rồi xuống trung tâm thành phố nè. Trên con đường này là con đường 340. Vào mới buổi sáng nên là trời nắng rất đẹp quý vị. Ánh sáng sáng rực. Chính diện cũng đông luôn. Ánh nắng vào buổi sáng của Nha Trang rất là đẹp. Đường phố thì xe rất đông, hôm nay là giờ này mọi người họ đang bắt đầu đi làm. Mình tay trái của chú các bạn là có dự án nút giao thông Hiệp Hội, không được đặc nhánh này là nhánh số 4. Nhánh số 3 rồi, nhánh này nhánh số 3 đi hướng gần Vĩnh Cánh. Kia là nhánh số 2 hướng đi qua đại lộ Võ Văn Kiệt, chạy dọc sông Quảng Trường hướng xuống Bình Tân. Dự kiến ở Nha Trang sẽ thông xe trước nhánh số 2 và số 3 thôi, còn nhánh số 1 và nhánh số 4 thì chưa có làm xong, cho nên là có thể nhánh số 2 và số 3 hoàn thiện thì sẽ được thông xe. Số 4 hiện tại cũng đang được làm. Bữa giờ vướng mặt bằng. Đây là nhánh số 1. Mé ở phía từ trung tâm thành phố đi lên. Kính thưa cô chú chú bạn, trong những ngày qua thì cái lượng khách du lịch cũng bắt đầu đổ vào Nha Trang để mà đi du lịch vào kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Và ở Nha Trang cũng sẽ diễn ra các cái chương trình rất là sôi nổi. Bữa trước là có chương trình Tết Fest 2022 khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Rồi đó là cái lễ hội du lịch ẩm thực giới thiệu về các sản phẩm du lịch ẩm thực, và sau đó thì có chương trình của marathon Marvelous Nha Trang VNXS marathon của mình. Thì chương trình này được báo VNXS và bên ủy ban của tỉnh cùng nhau hợp tác tổ chức. Trong cái chương trình VNXS marathon lần vừa rồi thì có giải chạy dành cho trẻ em nữa, từ 6 đến 10 tuổi. Và chương trình cũng đã diễn ra và kết thúc rồi. Cái đợt chương trình marathon vừa rồi thì thu hút rất là đông cái lượng vận động viên, khoảng 8.000 vận động viên quý vị. Được tổ chức ở khu vực Quảng Trường, tháng 4 của thành phố Nha Trang. Và ngày hôm qua thì Nha Trang cũng có một chương trình tiếp tục nữa, đó là cái lễ hội về quảng cáo về hàng hóa cũng như là ẩm thực của Việt Nam và Thái Lan. Đến với lễ hội hội chợ về ẩm thực thì các bạn có thể ăn các cái món ẩm thực của Thái Lan nữa, món ẩm thực ở xứ sở Chùa Vàng. Thì cái lễ hội cũng như là cái hội chợ này nó được diễn ra ở dưới của sân bóng thanh niên, sân vận động sân bóng thanh niên dưới đầu đường Hoàng Diệu, ngay mốt một cây cái đường Hoàng Diệu và Đồng Phú. Chương trình hội chợ sẽ diễn
4 tháng 9 luôn, qua kỳ nghỉ lễ luôn. Xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú và bạn đã xem video nhé. Xin chào cô chú và bạn.